Các bạn là tháo lắp cái đồng hồ này nhá. Đây, đầu tiên mình đẩy một cái này ra này. Xong mình đẩy là hai cái ra rồi đúng không? Giữ lại chỗ này để cho nó đỡ bị bật về như này, nó bật về như này thì lại không tháo được cái này ra nữa. Cho bây giờ mình tháo lại hai cái ra này. Đấy rồi, xong mình lấy tay mình giữ lại để nó cái lẫy nó không đi vào đây. Để cái này mình bậy ra nữa luôn. Rồi. Bây giờ được rồi. Đấy, thế là mình lấy được cái này ra. Bây giờ mình lấy cái máy này ra mình thay nhá. Mình để trụm hết các cái kim vào này. Sao giật ra cái được. Rồi. Mình vặn cái ốc này ra nhá. Mình đã vặn cái ốc này ra rồi. Đây đến chỗ này. Bây giờ mình máy này bậy vào đây cho cái máy này ra. Cái này lấy hơi khó một tí thì mình cứ cứ mạnh tay một tí là lấy được ra rồi đấy, không gãy, không sợ gãy được đâu, cứ đẩy thật mạnh ra là được rồi. Bây giờ mình thay máy khác vào là xong rồi. Xin cảm ơn các bạn.